Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Mệt mỏi dữ à. Hôm qua ăn nhậu dữ quá mà hôm nay dậy dễ gì nổi. Thôi dậy đi chứ, sáng bảnh mắt rồi. Vậy hỏi công chuyện miếng coi. Gì nhức đầu quá, hỏi gì chút không hỏi cũng được vậy. Chút hả? Ông tôi ngày cứ một chút. Mấy chút của ông là thành nhiều chút á. Bảnh mắt rồi kìa. Ngồi xuống đây tôi rót cho ly trà uống tỉnh táo. Hỏi công chuyện miếng coi. Thôi hỏi đại đi, mệt quá. Hôm qua tôi đưa tiền kêu qua bên nhà của bác hai trả tiền rồi qua chưa? Qua rồi. Rồi đưa tiền chưa? Rồi. Ông nhìn thẳng mặt tôi không nói chuyện nè. Tôi mệt quá, muốn gì gặp ổng đi, hỏi coi có hay không. Trời đất ơi, quá trời quá đất ông rồi. Tôi kêu ông đưa tiền cho ổng. Thì rồi. Rồi thì nhìn mặt tôi nói nè, cái dòng mà rồi mà không. Không có gì phải nhịn trả thôi chứ nhìn chi. Thiệt là đưa rồi đúng không? Mày nhảy hoài mệt quá nha. Trời ơi, ăn nhậu bê tha nguyên ngày hôm qua rồi, bây giờ còn la lối gì nữa. Mình tôi nhờ ông qua mà nó kiếm đi công chuyện con chút à. Mà ông đi trời ơi, tôi nói từ sáng tới chiều tối à. Chồng con gì lão tôi mắc dịch mắc gió, tôi kêu ông về chắc tôi ngủm cô tỏi luôn á. Không nói nhiều đó. Bây giờ ở nhà coi chừng nhà giùm tôi một cái, đặng tôi đi chợ tôi nấu nướng. Ôi gì có khỉ ho coi. Làm bấm gì vậy? Thôi tao nói gì kệ người ta đi. Ở nhà làm ơn coi chừng nhà á. Lấn lên sân là vừa phải đó. Thôi có ăn cơm không? Ăn cho ăn, không cho nấu thì thôi. Không cần thiết đâu. Mặt quả quạo hoài. Đi chợ á. Ngày nào cũng như ngày nấy sống. Ngày nào cũng ăn hết á. Chắc mình tôi ăn à. Dũng hả? Có làm gì không? Vậy thôi chạy qua anh ba gấp đi. Có việc gấp. Liền đi, anh ngồi anh đợi. Nha. Anh ba ơi, vô đây. Trời đất ơi, làm gì mà giờ này gọi cho em rồi. Nè, đừng nói với em á là hôm qua nhậu không đã, rồi bây giờ rủ qua đây nhậu nữa nha. Nhậu gì nổi nữa, đầu anh giờ cũng bể luôn rồi nè. Nhức quá trời quá. Mà uống cái gì mà uống dữ gì không biết nữa. Anh á, em đã cản rồi, em nói anh á, trời ơi cái tửu lượng của anh yếu thì anh uống ít thôi. Ừ. 2-3 ly đầu là anh thôi anh uống thôi, anh ngưng, anh không uống nữa. Lúc sau anh sung quá là anh vô mà anh cầm nguyên chai anh tu không. Ủa mà quên, anh gọi em qua đây nói có chuyện gấp là cái gì? Qua thì lúc mà ghé em đó là tăng hai. Sáng anh qua nhà Tài đi muốn gặp bác hai trả tiền cho ổng. Vợ anh đưa tiền trả ổng đó mà. Rồi trả chưa? Không có ba chú hai ở nhà. Thì đưa cho thằng Tài. Muốn đưa cho nó, nhưng mà cái tánh thằng Tài thì nó cũng không có chắc ăn. Cho nên là thôi chờ đưa cho tận tay bác chú hai cho chắc ăn. Tại vì chú hai mình mượn ổng thì phải đưa cho ổng. Rồi đưa chưa? Đưa không, anh không có đưa. Không đưa thì mình cầm về. Thì đó anh cầm về chứ. Mà nó sao kỳ quá. Kỳ gì? Em có thấy cái cọc tiền anh không? Khoan. Ý của anh tóm lại là hồi nãy giờ anh nói á, là chị Tuyền đưa tiền cho anh đem qua nhà chú hai đưa cho chú hai. Thì vậy đó. Nhưng không gặp chú hai. Xong rồi anh đem tiền về lại. Ừ, anh còn giữ lại. Thì đúng rồi. Thì qua tới nhà em. Đó là bắt đầu bây giờ anh bắt đầu kiểm lại thì không thấy tiền nó đâu nữa mà không biết anh rớt á, là em có thấy anh có cầm qua không không biết nữa. Đầu đêm suy nghĩ coi. Hôm qua lúc mà anh qua bên nhà em á là anh nhậu trước rồi. Ừ. Cho nên lúc anh qua là anh say mềm mềm rồi. Rồi. Mà em đâu thấy anh cầm theo tiền gì đâu. Chắc có mà, anh đi về anh chắc cứu là có. Ủa mà có hay không em cũng không biết nữa. Tại anh cầm thì anh bỏ trong túi. Lỡ như anh có cầm em cũng đâu có thấy. Thì đó.
mà anh suy nghĩ kỹ lại coi là có đưa chưa, hay nhiều khi đưa rồi mà anh quên. Không có, lạc đâu rồi, anh không có đưa tại anh cất mà. Anh nghĩ là em thấy anh sai của em giữ dùm anh. Giờ anh hỏi em không giữ thì bây giờ mới rối cho anh đi chứ. Nè nè nè, đừng nói là hôm qua mà rớt ở nhà em nha. Trời ơi, nhà em hôm qua là có tiệc cho nên là người ra người vô đông đúc. Anh mà rớt nhà em người khác lượm em cũng không có biết nói nữa. Vậy, anh không có ý vậy đâu. Nhưng mà anh hỏi em nếu có thấy hay là có ai lượm em nói người ta tiếng gửi lại anh. Em hiểu rồi, nhưng mà cái vấn đề là hôm qua giờ em không có nghe ai nói lượm tiền gì hết. Mà tối hôm qua nhậu say quá rồi em đưa anh về. Trên đường đi là em cõng anh nè. Hai cái tay anh hoàng quá, anh siết cổ em muốn chết luôn. Lâu có thọc tay vô túi, cho nên là trên đường đi cũng không thể nào mà rớt được. Kỳ ta, không có tiền đó mà bây giờ mà không tìm được, anh bỏ nhà anh đi luôn á. Trời 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 trời, nè nè nè, bậy bạ không à. Không phải, nó tùm lum chuyện đó em ơi, anh thấy không ổn rồi. Trời ơi, chị Tuyền ở nhà anh á rất là khó. Mà bà keo nữa, đưa tiền cho anh mà anh không trả. Bây giờ mà lỡ như chú Hai ông qua đây ông đòi một cái là bể chuyện nha. Là lúc đó là chị Tuyền là bác sử đẹp anh luôn đó. Đang lo cái đó, đó thì giờ trước mắt thì cái việc nó tính sau. Còn bây giờ em giúp anh đi. Giúp gì? Giúp anh cái này thì anh em mình mà anh nói kỳ quá, ngại quá. Ngại thôi, anh đừng nói, em đi về. Nhưng phải nói thôi, phải nói. Em tìm cách nào em chạy em kiếm anh 10 triệu đi. Trời ơi, kiếm liền đi để giải quyết rồi. Anh ơi, anh coi anh chắc để tiền là lạc ở đâu đó. Anh 10 triệu chứ không phải 10 ngàn. Trời ơi, em làm gì có tiền mà tự nhiên cho anh mượn. Cái chuyện này chuyện của anh thì anh tự giải quyết đi chứ sao nói em. Thì của anh biết cho nên anh nhờ em. Em là em út của anh, thì em giúp anh được thì em giúp à. Còn em biết anh đang nó vào thế kẹt anh mới nhờ đến em. Còn nếu em mà nói cái kiểu đó tình nghĩa anh em không còn nữa thì anh lôi cả đám vô cho nó xong vô rồi. Ủa tự nhiên lôi cả đám là sao? Nó lôi chứ, thì phải có em rồi có này thằng Tài thằng này nọ tùm lum lôi vô chơi vui. Ý anh nói anh lôi tụi em vô là tại em mà anh say rồi gì anh say cho nên mới mất tiền là lỗi của tụi em á hả? Nó em suy nghĩ đó, em suy nghĩ thôi. Còn anh nói là anh lôi á, em không giải quyết được 10 triệu cho anh mượn giùm anh thì nói em không có tình nghĩa gì anh thì anh tính. Gì kỳ vậy, tự nhiên chuyện của anh mà giờ thành ra chuyện của em. Có thánh anh vậy đó. Thôi thôi mệt quá, bây giờ em tính vậy nè. Bây giờ lỡ rồi anh em với nhau từ hồi đó giờ, tình làng nghĩa xóm thì bây giờ là đồng cam cộng khổ. Lôi thằng Tài vô luôn anh. Cứ tự nhiên em nói mà em không chịu đâu. Anh lôi hết, anh lôi hết luôn nếu không giúp anh. Đừng có nói thánh anh, nói là anh làm á. Rồi, anh đợi em một lát. Đưa đây, tiền hả? Dạ không. Nữa. Alo, Tài hả? Qua nhà anh ba gấp. Dạ xin phép anh ba em về. Không có cửa. Về khơi về. Qua đây ngồi. Ít. Đúng rồi, qua kia ngồi đi. Có giải quyết xong vậy. Thôi nha, cái vụ này em không chịu đâu nha. Cái vụ này không liên quan tới em nha. Rõ ràng hôm qua em nói đưa tiền cho em đi. Nhìn mặt em đó, mày gian lắm. Tao không đưa cho mày đâu. Cất lại. Bây giờ mất rồi. Đuổi rồi em hả? Không có chuyện đó đâu nha. Mày cãi à? Không phải vì mày à? Tao không liên quan đến em. Sao không liên quan? Trời, mày nghĩ sao không liên quan? Liên quan tới em chỗ nào? Bây giờ anh mới vạch ra nè. Anh mới vạch ra cái câu chuyện đó. Tại sao cưng phải dính vô câu chuyện này? Đúng không? Là gì? Anh đem tiền qua trả cho dạ. Chú Hai. Có câu chuyện này cưng biết rồi. Dạ. Qua không gặp chú Hai, anh gặp thằng Tài. Dạ. Đúng không? Dạ. Đúng ra anh phải đưa tiền cho thằng Tài cất. Dạ đúng. Ừ. Đúng không? Đúng. Là em giữ để đưa cho ba em. Đúng rồi. Nó rất là đơn giản đó. Là nó xong công việc rồi đó. Nó không có phải như lớn chuyện như bữa nay đâu. Vậy tại sao anh không đưa? Thì cái lý do là nhìn nó sao? Nó đâu phải là cái người mà uy tín như anh em mình. Đâu phải như anh. Anh là cái người uy tín. Anh nói anh giữ lời. Và anh làm không có gì sai với ai. Cho nên anh không đưa em là tại vì vậy. Vì cái đó anh mới đây, mới đây, về đây, đây, đây. Đó. Tôi xin được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt. Tại vì anh ba anh còn say cho nên anh nói chuyện hơi lòng vòng. Ý của anh ba là đi qua nhà ông á, đưa tiền cho ông. Đưa tiền cho ba ông. Nhưng không có ba ông thì đúng ra phải đưa tiền cho ông. Nhưng mà tại vì cái mặt ông gian quá, không đáng tin tưởng,
Chính vì vậy anh ba mới đem tiền về lại và bị mất. Là không do phải. Ông không phải, mình đừng có nói nặng nó quá. Trời ơi, không nó phải. Nói như tạt nước vô mặt em. Không có đâu, anh ba nói vậy nè, tại vì anh ba đưa tiền cho cưng là cưng cất, cưng không đưa lại cho ba cưng. Rồi không có không. Em xài luôn. Rồi anh kêu bằng ba em sẽ nói nặng nó nhẹ anh, vì vậy anh không tin em là vậy chứ không phải là em làm xấu gì. Thì đúng rồi đó. Đó là vấn đề đó. Anh phải về thôi. Rồi em kéo anh lại nhậu đúng không? Ừ, tại em thấy anh buồn. Đây, cái vấn đề đây chỗ này nè. Cái chỗ này mới lớn chuyện nè. Đúng là để anh về đi. Em phải cho anh về là không có gì xảy ra. Tiền anh còn nguyên. Em kéo anh lại nhậu. Nhậu mà đến nỗi là nói chung anh đi, anh muốn lũi xuống mương luôn. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Bê bớt, anh nói thiệt, anh tỉnh lắm. Đúng, 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 anh rồi, mà. Anh như thế này. Nếu em không kêu anh nhậu thì anh tỉnh, anh đi sẵn. Sẵn về nhà là tiền còn nguyên. Anh phải nhậu vì em, anh thương em, vì tình anh em. Anh ba. Máu mủ sớm giềng. Anh ba, em có ý kiến. Tính ra là nãy giờ anh phân tích á, cái lỗi là nó nằm ở bên phía anh Tài. Còn em là em không có lỗi gì hết. Em không có gì để cho em đang làm việc nữa. Em xin phép em đi về trước. Em ngồi đó khoan để em có mặt em làm chứng. Không, em đâu có bị cái gì đâu. Đi về tao phóng chiếc dép vô mặt mày được liền luôn. Nè, tao quyết định vậy nè. Bây giờ, đó là vấn đề em làm cho anh mất tiền là tại vì em nói anh phải nhậu với em. Đúng, đúng, đúng. Rồi anh sai xỉn có đầu tiền anh rớt ở đâu anh cũng không biết. Thì đúng ra anh không nhậu thì em hiểu rồi, đúng không? Em hiểu rồi. Là em. Nhưng mà ý của em ở đây là lỗi của nó. Còn em không có lỗi. Bởi vì hôm qua lúc mà ở nhà em nhậu tất niên. Đúng rồi. Thì em đâu có biết anh em tiền theo. Đúng rồi. Anh vô nhà em. Em quý anh. Đúng. Thì em mời anh ở đây nhậu. Còn cái chuyện mất tiền em không biết. Đó là cái chuyện mất là giờ nãy giờ biết là tại nó rồi đúng không? Trời ơi, dạ. Đó là một giai đoạn là em phải có dính líu vô cái vụ này. Rồi cái vụ thứ hai. Dạ. Nếu em không có tất niên. Dạ. Ha, thì anh đâu có ghé. Anh về luôn thì tiền vẫn còn nguyên. Ủa là bây giờ là anh bán qua em luôn á hả? Chưa bán dạ đâu con. Chưa bán đâu. Vô nhậu cái thận của em. Dạ. Mới xảy ra sự cố này. Anh không còn thôi anh đừng nói gì nữa. Hết bây giờ anh im, anh đừng có nói nữa. Bây giờ tóm lại là anh muốn tụi em làm cái gì? Thì nếu em nói vậy thì anh nói ngắn gọn, nếu muốn không có dính chung cái chuyện này thì mấy đứa tìm cách cứu anh. À, hai đứa em tìm cách cứu anh, làm cách nào thì làm, bất cứ giá nào. Rồi còn không ấy là tôi chuyện này thôi, rõ ràng là tất cả làng, cả xóm, gia đình đều biết hết. Thôi lý quá, có lý chứ. Thôi bây giờ em hiểu rồi. Bây giờ nói chung tóm lại ý của anh là bây giờ là mất tiền, hai tụi em phải chia nhau chịu trách nhiệm. Bây giờ 10 triệu thì mỗi đứa chịu 5 triệu đúng không? Hớ cái gì nữa, mày không nghe anh nói hả? Nhức đầu muốn chết à. Không có biết cái gì, bao nhiêu triệu anh không biết. Chỉ cần 10 triệu mà hai đứa phải giải quyết cho anh sao đủ 10 triệu. Còn nếu không, không y với anh. Đó, cho tày quầy hết. Rồi, tụi em biết rồi. Cái thằng này làm ăn lớn không được. Con nhiều đó mà cũng không xong. Chắc giải tán. Giải tán cái miệng này quá. Anh ba. Tôi tưởng mày chết rồi chứ. Trời ơi. Sao cái miệng anh độc như vậy? Sao giờ này chưa xong? Thì anh cũng phải cho em thời gian để mà em về em xoay sở em kiếm tiền chứ. Thời gian cái gì? Thời gian là ngàn cân treo sợi tóc trong lúc này. Còn một tiếng nữa thôi phải giải quyết cho xong. Mày lề mề với thằng Tài nữa. Rồi tiền của em nè. Đưa đây. Nhưng mà cái gì? Còn thằng Tài đâu? Thằng đó làm ăn chậm rãi giờ này không còn không có nó thì làm sao giải quyết? Thằng Tài nó về nhà của nó, còn em về nhà em đâu có biết đâu. Làm ăn như rùa vậy. Anh, hồi nãy á là em gặp chị Tuyền đi với lại chú Hai. Trời ơi, không biết là hai người đó có biết chưa nữa. Cái chuyện bây giờ tao tính hết rồi, biết hay không gì để tao tính, đổ hết cho thằng Tài đi. Mày hiểu chưa? Hiểu ý tao không? Tức là mọi chuyện bây giờ là mình cứ đổ lỗi qua cho thằng Tài. Tao đổ hết cho. Đổ cho nó qua đưa tiền nó rồi. Đó, đưa tiền cho qua gặp ba nó, không có ba nó đưa tiền cho nó cất mà dạ. Nó không đưa vậy là lỗi nó hết. Dạ thôi, tuy là lương tâm em hơi áy náy một chút xíu nhưng mà thôi vậy đi, sắp xếp vậy đi, cứ đổ lỗi cho nó đi. Mày mệt mỏi nó quá thôi, năm sau không làm ăn với mày nữa đâu. Đây mà bốn gì tiền. Mày mai mốt có làm ăn đàng hoàng chút xíu đi. Làm ăn gì cũng đàng hoàng, có nhiêu đó mà chờ đợi mày biết. Trời ơi, làm như vậy lấy tiền ra được. Mày biết tao ngồi trên đống lửa không? Chắc em ngồi trên nóng nước à. Ngày hôm nay giải quyết không xong, tao dọn nhà, qua nhà tụi bay ở luôn. Thôi bớt giỡn. Thôi, bây giờ anh ba bình tĩnh đi. Bây giờ chuyện đâu còn có đó. Quan trọng là bây giờ này mình đi qua nhà thằng Tài, mình đưa tiền cho chú Hai,
Sau đó là quan trọng hơn nữa là mình phải đi tìm cái số tiền bị mất kìa. Anh cất cho kỹ nha, để mất nữa chết em luôn á. Mất cái gì làm ăn chung, mất thì chịu chung, giờ đổ lỗi cho tao à. Sao sao cái gì, mày suy nghĩ tao sao nè, lại đây. Mày cất đi. Thôi em sợ tiền dữ lắm rồi. Cất, tao nói cất là cất. Thôi mất nữa, em sợ tiền lắm rồi. Không, bây giờ cất đi, tao có cách giải quyết hết. Hiểu không? Nè nè, tao bàn với thằng Dũng rồi. Thôi bây giờ mày cất, để một có chuyện gì xảy ra, tao nói tao đưa cho mày. Tao qua tao trả tiền cho ba mày. Ha, mà không gặp ổng, tao đưa cho mày cất, rồi mày nói mày quên. Mày không có đưa ổng. Đó, như vậy đi, để tao tính. Em nữa hả? Còn em mày dính vô chứ, tại sống chung mà. Thôi, thì bây giờ chuyện nó vậy rồi thì cứ giải quyết vậy đi. Không mấy bây giờ này ông chạy về ông đem tiền. Cái gì vậy? Ai? Anh ba, coi như là xong nha. Mày xong. Ai da, đau bụng quá cha. Bây giờ mày đi liền cho tao đi. Em đi trước, dạ em đau bụng quá. Giải quyết từ thằng. Đúng lắm. Nhớ nha, không được làm gì hết, để tao sắp xếp. Bình tĩnh, ổng tới. Đừng có nói gì hết. Mặt mày tươi lên, đỏ lên, sao mày xanh quá vậy? Cười lên nha. Đó, đúng không? Dạ. Cái nào đâu ra đó. Dạ, dạ. Chú, anh ba nói gì cũng đúng. Chú hai là cái người anh ba tôn trọng. Dạ. Cho nên chú hai. Ủa tía. Ông đây hả? Dạ. Ủa, hai đứa bay đứng đây làm gì hả? Mà kêu nó đưa tiền cho chú hai. Gửi nó mà. Mày á. Dạ. Đưa thì đưa liền, ngủ quên đi chơi quên, để giờ ông khi chú hai nghĩ tao người sao, đưa tiền ông đi. Dạ con hư quá ba, con quên. Anh đưa tiền con đưa cho ba mà con quên tiền của ba nè ba. Đó 10 triệu á. Ủa là sao? Là sao cái gì đây nè, tiền là tiền của chú hai đó, hôm qua đưa cho chú hai đó. Đưa chú hai rồi qua không gặp chú hai mới gửi cho nó. Dạ. Rồi nó quên, nó đi chơi ăn nhậu nó xỉn, nó quên đưa cho chú hai. Bây giờ phải đi tìm nó, kêu nó đưa cho chú hai để em biết anh đó có lận quản đâu. Tiền của ba lấy. Cất đi chú hai, trả tiền đó, tiền của chú đó. Chồng con anh trả tiền chú đó. Cái gì? Mày trả cho tao ngày hôm qua rồi mày nhớ không? Ông ơi, ông lớn tuổi ông bị lẫn rồi ông ơi. Trả ông hồi nào, tiền tôi trả ông tôi nhớ chứ, này là tiền của ông hôm qua nè. Mày trả rồi. Ông ơi, ông lẫn rồi, đi khám bệnh đi. Nè, của ông, đưa chồng đi, nhét vô đi rồi bà bộ cứ ơi có tiền cái ông. Ông làm bộ ngây thơ, trời ơi lấy tiền mà ngây thơ. Ủa chú hai? Trời ơi cái gì? Sao sao hôm qua anh nói với em là anh qua bên nhà chú hai trả tiền chú hai rồi. Thì đó là vậy, thì qua gặp ổng. Thì đúng rồi mày gặp tao ổng mà. Chú ơi chú lớn chú để con nhỏ con nói chứ, chú cứ dành nói hoài với chú hai. Ủa là trời. Là anh qua anh kiếm chú hai gửi tiền lúc em đưa anh đó. Đó. Thì chạy qua cái ào hỏi kêu từ nhà trước đến nhà sau không thấy ổng, nó hỏi ba mày đâu, đúng không? Tao hỏi ba mày. Đó, đúng rồi, đúng mày rồi. Nói ba mày đi khám bệnh gì đó. Anh nói vậy thôi mày cất 10 triệu này, ba mày về hoặc là em lên bệnh viện đưa ổng, đúng không? Đó là 10 mà triệu. Ngày đó 10 hôm qua mày đâu mà mày không đưa ổng liền vậy? Quên. Quên gì kỳ vậy đây, vợ quên. Tao à. Bộ mày không nhớ hả? Ủa, sao con nhỏ mà con không nhớ sao được? Chú mày lớn rồi, coi chừng chú quên rồi mày đó. Miệng mày cái miệng kìa. Ai? Miệng như quay sách. Chú nói vậy chú nói được trả nợ chú mà chú nói nặng người ta. Sao chú hai? Nặng cái gì? Bây giờ mày nín đi, mày nghe tao nhắc nè. Bây giờ chú nín trước đi, con nói đi rồi chú còn mới nín. Ngày hôm qua, đúng là ngày hôm qua, đúng không? Đúng. Tao đưa tiền cho mày. Ừ. Mày cất đúng không? Đúng rồi. Tao kêu mày đưa tiền cho ổng đúng không? Đúng rồi. Khỏi đó đi. Nè, hai cha con nói chuyện khỏi kêu tôi. Thì tiền đó, tía, tiền đưa cho tía đó. Ủa chú hai, sao sao nghèo? Ủa? Ngày hôm qua ông nói là ông đưa tiền cho chú hai rồi mà, đúng không chú? Rồi có cái 10 triệu mà nãy giờ đưa cho chú là sao? Mày quên rồi phải không? Cái gì? Mày quên thì tao nhắc cho mày nhớ nè, hôm qua mày trả cho tao rồi. Ở đâu mấy giờ? Tức mình. Mượn thì dễ lắm, năn nỉ ỉ ôi mà chừng trả không chịu trả. Thiệt là tình ghê. Phải biết vậy là không có tiền. Không có tiền là không có ai mượn nợ. Ba. Hai à? Thằng nào? Trời ơi trời. Tao mà mày kêu bằng thằng, tao kêu mày bằng ba. Là thứ ba chứ không phải mày là ba tao. Tao là ba của thằng Tài nè.
Gì vậy? Mày ve nữa, mày lui nữa là mày đi thay đồ á. Mày tưởng tao ngu hả? Cha mày cho mày. Tao ve tới đây tao ngưng. Tao biết thằng hổn. Hổn. Mày ngon ha. Mày hết muốn ăn Tết rồi. Trời ơi sao? Mày hết muốn ăn Tết mày đâu động tới tao. Tao khổ ghê vậy đó. Tài hả? Mày á, sao sai hoài vậy? Tao là ba thằng Tài. Chú hai. Dữ không à? Nó tưởng mày quên tao rồi chứ. Nãy giờ đâu không biết, mệt quá. Tưởng nào nó phá, nó chọc con. Nghe hả? Con đợi chú hai hồi sáng tới giờ lúc vừa này nè. Mày đợi tao làm chi? Đợi chứ. Là hứa đâu phải uy tín đó chứ còn đâu có mà lung tô không được đúng không? Mày hứa tao cái gì? Trả tiền. À? Thấy ngon không? Mày ưa giỡn với tao quá à? Con thấy tao thương mày cái mày giỡn giỡn rồi. Con nói thiệt, con hứa đâu ra đó. Cuối năm rồi con phải trả tiền. Để người ta đòi nợ rồi đâu có làm ăn gì được. Đúng không? Ủa sao thằng này nó cổ truyền quá vậy ta? Đúng. Đừng bao giờ để người ta đòi nợ mình. Mình thiếu tiền thì phải trả cho người ta. Nếu mà để người ta đòi là suốt năm mày bị người ta đòi. Đúng vậy. Ừ. Vì vậy con mới nói vợ con bán heo liền. Rẻ mắc gì cũng bán. Để cái tiền trả nợ cho chú. Để mà trong năm mà hôm qua ông cứ lấy tiền lời mà ông bắt heo ông cứ... Đó, mày hoài. Mày đứng một chỗ yên coi. Chuyện nói chuyện của tôi. Bây giờ mày nói mày trả tiền tao phải không? Ừ. Bán heo trả tiền tao phải không? Đúng. Mà cho tao hung mày miếng được khỏi không? Cái vụ đó khỏi nha. Không cần nha. Khỏi nha. Ừ. Tiền nè. Đúng không? Tao có nằm mơ không vậy? Mơ gì tiền mơ gì. Con thiếu chú bao nhiêu con trả chú đầy đủ. Ôi ơi chú trời. Có cần kiểm tra lại không? Mà trả thì giỡn à. Hả? Con nói thiệt phải không? Nè lớn rồi nha. Đứng đàng hoàng đừng có thấy tiền là tôm tướp. Thử vô thôi con giỡn cho chú thôi. Cảm ơn nha. Mai mốt á tao sẽ cho mày mượn thêm. Dạ. Cho mượn hoài để mà khi mượn á tao cho mày uống rượu để mày sai mày mới trả cho tao. Có rồi. Con nhậu với thằng Tài thôi. Chú không có cửa chơi con. Thì không phải không coi chừng chú nhớ sai á. Anh trả ba em rồi tự nhiên như vậy anh kêu em nhớ cái gì? Không phải để tôi nhớ lại có số kỳ ta. Nhớ cái gì mà nhớ nữa? Hay quá ha. Chú Hai ơi, con xin lỗi chú Hai nha. Ra đây này. Ông giỡn mặt với tôi phải không? Giỡn cái gì? Quỷ đen chứ gì? Không. Nói trả rồi, lòi đâu ra 10 triệu? Hả? Tiền ở đâu? Bây giờ em từ từ đi, anh giải quyết cho nó rõ ràng, trắng đen rõ ràng tại đây luôn. Bây giờ tôi hỏi tiền ở đâu? Thì rồi, em nín ha. Em xích ra để em nói chuyện. Chú Hai chắc chắn là con đã trả tiền chú Hai rồi đúng không? Đúng rồi. Khẳng định chưa? Chú đừng có hối hận nha. Đúng không? Đúng. Còn em hỏi 10 triệu ở đâu có đưa cho chú Hai bây giờ đúng không? Đúng. Có gì đâu. Có gì đâu. Là sao? Đúng không? Tiền của ông Tài. À! Anh chơi kỳ vậy anh ba, anh chơi anh khai đồng đội. Dạ tao thất đường cùng rồi, mày dồn tao vô quá rồi tao phải bụng thôi. Tôi không nói nhiều với ông nữa, đi về nha. Đi thì đi. Đi, trời đất ơi. Cuộc sống mà ha, đụng thì phải chạm. Trời ơi, trời ơi, đi về. Con. Con dễ thương quá. Giúp bạn á. Tốt. Dạ. Vậy 3 triệu đó. Dạ. Về nhà mày chết chứ tao. À ba, rớt lỗ tay rồi. À. Hài Phương Nam, vui lắm à nghe. Tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi. Bài chân. Đứa nào bài? Đứa nào? Con này chết. Trời đất ơi. Đi lẹ lẹ lên coi trời. Cái ngày Tết nhất người ta đi chợ, người ta về còn cúng kiến ở nhà nữa. Đi nhanh nhanh có đi gì cà rỉ cà mỏ hà. Hên á là con kêu chính kịp. Chứ để mà chính đi qua cầu á, rồi con với chính rồi đâu biết ai nhường ai đâu. Lại chính già rồi, mất công rồi con bất lễ với người già nữa. Có cái chuyện qua cầu thôi, thì ai bước lên trước qua trước. Qua xong rồi nhường người kia đi qua. Vậy thôi mà mày nghĩ làm chi cho nhiều vậy? Trời ơi con tính kêu là chính stop lại. Không. Dạ.
chính là bán tiệm tạp hóa chứ không có shop. Stop, stop tiếng Anh có nghĩa là dừng lại. Dừng lại là để cho con đi qua đây con nói chuyện với chính. Chân tao phèn không mà nghĩ tao biết tiếng Anh không? Trời ơi, chứ kỳ quá. Trời ơi, mày nói nhiều quá à. Cái tật nói nhiều của mày thì cái thằng chồng của mày nó chịu nổi mày, tao cũng sợ nó luôn á. Trời đất ơi, chồng con thì để con lo, chứ chính có lo đâu mà. Trời ơi, chính ý kiến chi cho mệt vậy. Thôi ở đó lo đi. Chính sáng giờ có thấy chồng con đâu không? Này vui nè. Dạ. Này mày lẫn chứ không phải bà già lẫn nha. Ủa sao vậy? Mới vừa nói tức thì chồng con để con lo. Bây giờ nói chồng con ở đâu chính biết không là sao? Không phải. Tại vì sáng giờ con không thấy chồng con đâu hết. Con đi kiếm ảnh. Với lại chính biết sao không? Gần Tết á, ảnh cứ kiếm chuyện là đi nhậu hoài à, không có gì đâu hết á. Ê, dạ. Cái vụ này lạ nha. Đàn ông mà có vợ đẹp mà bỏ nhà đi hoài, một là mày có vấn đề, hai là nó có vấn đề. Ê, có khi nào nó mê trai không? Trời ơi, không có đâu chính. Chồng con á là chỉ có cái tật là nhậu nhiều thôi à. Đó. Trời ơi, cái bàn nhậu. Dạ. Bàn nhậu là mày thừa nhận là đàn ông không, đúng không? Dạ, đúng rồi. Mà bây giờ có cái mua đen là trai đẹp là nó yêu nhau. Đó, trời ơi, mất chồng mà gì mà tiểu tam thì không nói, mất chồng mà gì một cái thằng khác là nhục nha con. Chính ơi, vậy giờ sao chính là lỗi như vậy thiệt, sao chính? Bởi vậy chính biết sao không? Chồng con cứ đi nhậu bữa giờ mà con xin ảnh cho con đi chung mà nó không có cho. Đó, nó không cho mày đi theo là có chuyện rồi. Nhưng mà làm sao bây giờ chứ? Ê, nhưng mà cái này là tao nghi thôi chứ không phải tao đốt nhà mày nha. Nha. Tao nghi thôi, nhưng mà bây giờ mình phải có một cái phép trắc nghiệm đi. Mình trắc nghiệm coi nó có chuyện đó hay là không. Nha. Bây giờ làm sao chính? Bây giờ chính chỉ cho con nè. Dạ, chính bây giờ con. làm mày làm y như vậy cho tao. Dạ. Làm y như vậy cho chính. Tối nay luôn. Có là biết liền. Tối nay con kiểm tra liền luôn. Rồi nha. Dạ. Thôi tao đi về. Ê, mà làm gì làm đừng mép là chính nói nha. Đi về à. Đi nhanh đi trời đất ơi. Đi cái gì mà cả lết cả sàn. Không biết chừng nào mới tới nữa. Trời ơi, Tết nhất gì mà nóng quá luôn á bà Chính. Nóng nực. Trời, nóng kinh khủng luôn á. Con á mà đứng một hồi nữa là con thành con khô mực luôn á. Chị ơi chị, không ai như chị hết trơn á. Dạ. Ngày Tết ngày nhất chưa có tới lễ mà bây giờ là cái ngày mà người ta mừng công chuyện quá chừng luôn. Chị đi chị quất cái áo dài vô hả, rồi chị lạng ở ngoài chợ, chị lạng về trong xóm chi vậy? Thấy mà mắc nực luôn á. Thấy là đủ nực rồi đó. Thôi kệ đi, đâu có gì đâu chính. Con á phải làm như vậy á, xong rồi con ra con thông báo cho mọi người biết một cái tin á, là Tết này con sẵn sàng tiếp đón mọi người, sẵn tiện á là cho chồng con biết là con có thể nhậu tới bến luôn. Đó. Cái đó là bay làm quá rồi, đúng không? Đã chính nói với con là cái chuyện là kế hoạch bí mật. Mày phải làm trong vòng bí mật, làm một cách tinh tế, tế nhị, nhẹ nhàng thôi. Trời ơi, bà thấy điều bà bắt cái loa lên gốc cây dừa như là truyền thông của xã luôn á. Rồi bà la làng lên là bà rủ người này nhậu, bà rủ người kia nhậu. Hết chuyện đi rủ luôn, đực điên nhậu. Cái thằng đó chỉ cần nó nghe hú một cái, nó nghe hơi rượu cái là nó chạy tới rồi. Không cần rủ. Trời đất ơi, bởi vậy con mới rủ có 1 tiếng à, là ông nhận lời liền. Đã vậy còn không cần biết giờ giấc địa điểm ở đâu luôn á chính. Đó, rủ mấy đứa đó nhậu nha. Cái tới nhà nó quậy banh xác đi nha. Rồi cái thằng tài mà nó biết nha là tao không có chịu trách nhiệm à. Tao không có chịu nha. Ủa vậy thôi hả? Để anh tính lại. Con không có dám ăn nói bậy bạ ở đâu. Đất ơi, bởi vậy tao nói một đàn làm một nẻo. Tao kêu bằng là mặt người mà ốc khỉ đó. Thôi con đi vô thay đồ. Thôi đi vô thay cái chết luôn à. Trời đất ơi, đang mừng công chuyện, đang đê đê. Tự nhiên là quất áo dài vô. Không có giống con giáp nào trơn trời. Chừng nào tới lễ, tới Tết ấy đi rồi vận ai nói. Nghe má vợ ơi. Dạ con biết rồi. Bữa nay hôm nay nhà mình đám giỗ, rồi con tranh thủ con về liền. Rồi còn chuyện vợ con thì để con tính cho. Rồi, má cứ yên tâm. Dạ. Rồi ngồi xuống uống miếng nước nè, đi đâu ạ? Đang có một chuyện, có vợ con bên đây không chính? Có, nó mới vô nó thay đồ. Mà mày làm cái gì, đi đâu thì nói với nó một tiếng, để nó đi kiếm cùng làng cùng xóm hết à. Trời
Trời ơi khổ quá, cũng phải thông cảm cho con chứ. Mấy ngày hôm nay cận Tết, ở trên thành phố bà con người ta về quá chừng, người nhà cũng sửa chữa thế này thế nọ, thì con hàng xóm láng giềng cũng qua phụ. Phụ người ta quý, người ta kêu ở lại uống một hai chung rượu thì uống, uống chơi thôi, một hai chung rượu là uống xong rồi về chứ làm gì có tăng hai tăng ba. Thì ở nhà ai thì mày nói với nó một tiếng để nó khỏi mất công đi kiếm. Trời ơi, nói thì nói rõ ràng mà mấy ngày hôm nay nè, bằng chứng sống là chính nè, chính ở với vợ con, chính thấy sao? Có tin tưởng vợ con không? Ờ lúc này ta thấy cái đầu óc nó sao sao. Đúng không? Bởi vậy ta nói là cái bằng mà mặt người óc khỉ đó. Thì đó, suy nghĩ sao sao, quan tưởng thế nào á. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, trời nè, con nói bằng chứng luôn là bữa hổm nè, con qua nhà chú Năm. Phụ nhà chú Năm mà lợp lại cái ngói rồi xong sơn bét vôi lại. Rồi nhắn với lại vợ con là nhớ 5 giờ qua rước con nha. Nhắn tin vậy rồi nhận được tin rồi dạ vâng ok đó, ba nhắn ba lần vậy luôn á. Vậy mà cuối cùng hả, 6 giờ vẫn chưa thấy rước, cuối cùng bể ra là biết không, đi gọi đầu ở đâu, cách tiệm ở cái tiệm ở đâu mà gần nhà chú Năm cách đó là khoảng 7-8 cây số, mà con phải đi bộ tới đó coi được không. Đi sao quá thấy không. Ủa gì kỳ vậy ta, mà mày nhắn có đầy đủ không, có bỏ dấu đàng hoàng không? Trời ơi con nhắn đàng, ủa sao tự nhiên sao thiếu binh vợ con quá vậy, không thấy sao binh. Tự nhiên binh chính binh vợ con vậy. Ủa vậy là nó sai không? Sai hoàn toàn nè, con nói thêm một chuyện nữa là suy nghĩ lung tung. Bữa hổm ở nhà của chú Năm nữa, mượn chiếc xe ở nhà con cho mượn, con cho mượn rồi về nhà suy nghĩ sao hả, là nói con á là đi bán cái xe không ra đó để mà lấy tiền đi nhậu, rồi đòi qua tiệm của người ta, rồi giật sập tiệm người ta. Trời đất á. Thôi đó, rồi thêm nữa, thời gian gần đây nè, đó, con biết được là đi nhậu. Đi nhậu cái bằng nữ con, rủ thêm đàn ông, đàn ơ, rồi vô nhậu chung nữa, đó. Không, xí, cái vụ này là chính thú nhận trước Bình Minh. Cái vụ này là ta xuống đó. Nhưng mà không phải, ta không có xuống nó nhậu. Cái vấn đề là nó tưởng là mày đi đâu đó, nó không có biết mày đi đâu, cái nó tưởng là mày có bồ, cái chính mới nói là bày cho nó cái cách để giữ chồng, thì mình giữ chồng một cách tinh tế nhẹ nhàng thôi. Nó đi nó rao cái bằng là cùng làng cuối xóm là nó nhậu với thằng này nhậu với thằng kia để nó chọc tức mày á. Ta nói cái đó kia bằng là kia bằng đuổi chồng đi chứ giữ chồng gì. Mày cái trời kỳ cục, bây giờ hả, mọi người đồ mà bây giờ thới tai của má vợ con rồi, bây giờ đang căng thẳng luôn á thiệt. Tại sao là cái trò của vợ con thôi chứ gì? Thì nó là cái trò thôi, nhưng mà ta đâu có bài nó vậy đâu, ta chỉ nó một cách, nó làm một cách, bởi ta nói mặt người ốc khỉ nó vậy đó. Mà phải sống chung với nhau phải tin tưởng, giờ này con phải cứu vợ con mới được, không để vợ con vậy dầu gì cũng yêu thương mà phải tin tưởng nhau, thím hiểu không? Đúng rồi. Thím hiểu không, là làm gì có chuyện tăng hai tăng ba bồ bịch dưới đây ở đây. Cái gì? Nói cái vụ đó mới nhớ, đúng rồi, nó nghi ngờ thì phải có chuyện nó mới nghi ngờ. Mày có vụ tăng hai tăng ba không? Trời ơi, bây giờ là con nhậu đúng một tăng là con đi về làm gì tăng hai tăng ba, ở dưới đây đâu có cà phê đèn mờ hay là gì đâu, phải chỉ ở trên tỉnh hay trên thành phố đâu có, ăn nhậu nghiêm túc đàng hoàng, có gác tay gác chân rồi có ôm ấp đồ gì làm đó. Gì có con người đàng hoàng mà làm gì có chuyện đó. Rồi bây giờ tự nhiên làm vậy người ta đồn, thiệt tình giờ không biết cứu sao luôn. Ủa mà sao vợ con nãy giờ thay đồ lâu quá vậy? Rồi chắc ngủ chẳng rồi, thôi đi về đi, bận công chuyện thì đi rồi á, chừng nào nó thức dậy á thì ta báo cho qua rước nó về nghe. Thiệt tình luôn á, đang gấp mà. Bây giờ như vậy, hôm nay bên nhà má vợ không có đám giỗ, còn bà có mời cúng kiến, có mời bà có mời chính qua, đúng rồi, con phải dạy về cúng kiến để kịp giờ, còn cái chuyện vợ con để con phải tính mới được, phải cứu vợ con mới được chứ không được vậy. Ê, từ từ đi, có gì chính nói nó cho. Con nhỏ này đúng là mặt người ốc khỉ mà. Hồng ơi, không à, trời ơi Tết nhất mà đi đâu. Ôi mắt để làm sao ót hả Hồng? Tết nhất mày bỏ đi đâu vậy? Thì con đi công chuyện, sao chính không về nhà gói bánh đi, qua nhà con làm chi? Gói bánh là cái chuyện lát về gói. Nói nghe. Dạ. Một lát á con mén nó giao bông, mà chính tính lấy thêm bó đặng qua Tết có cái chân bông nó đẹp lắm, mày lấy không, chính lấy cho bó. Trời ơi, có mấy đồng bạc lẻ à, mà chính cũng tiếc tiền nữa. Bông á thì ngày nào cúng mà mình mua, chợ bây giờ ngày nào cũng có chứ phải ngày xưa đâu mà giờ mua bông dự trữ. Giờ lấy không? Thì con lấy. Mà thôi đi, con dạ. Mén á nó bán bông đẹp thiệt nhưng mà tính nó không có đẹp, không có mua đâu. Bỏ mua bông của nó mà, đâu có mua cái tính của nó đâu.
À, Chính nói con nghe nè, mày nói nó chanh chua, cái miệng của nó đâu có thua cái miệng của con đâu, thấy không? Mình mua bông của nó thôi mà. Với lại á, bông là nó lấy về, còn đi giao bông là thằng tài chồng nó, mà thằng tài chồng nó hiền chứ không có chanh chua. Ồ, vậy là chồng nó giao. Ừ. Thì thôi lấy cho con bó cũng được. Ừ, thì thôi lấy bông chứ. Ủa gì vậy? Hồi xưa là Chính biết mày với con Mén đó, đó là có chuyện cắn đắng với nhau. Mà thôi chị em mà bà con bên chồng á thì thôi bỏ qua đi. Rồi giờ chuyện gì nữa mặt mày chăm chăm á. Chính đừng có nhắc mấy cái chuyện đó nữa, mấy chuyện đó con không có chấp đâu. Con nói cho Chính nghe nè. Đó, ông Tài chồng con á kêu con chuẩn bị mọi thứ vậy nè. Đó rồi giờ đi mất tiêu không có ở nhà, Chính thấy không? Trời đất ơi, Tết nhất thì nó cũng phải lo chuyện này chuyện kia, nó cũng phải qua hai bên họ hàng hai bên đặng nó phụ công chuyện nữa chứ. Mới gặp nó ngoài đầu hẻm á, nó nói lát nó về nó phụ nha. Thôi thôi thôi, lát ổng về là con cho ổng bài học á. Thôi Chính về Chính gói bánh đi. Bài học gì nữa mày tính làm gì hả? Thôi kệ con đi, cứ để đó con lo cho, Chính về đi. Thôi nha, bất ngờ là không có vui nha. Giờ vừa phải phải thôi à. Rồi rồi rồi, con biết rồi. Chính ừ, về nha, một bó bông phải không? Rồi một bó thôi. Rồi nha. Đừng làm gì bậy nghe chưa? Rồi, con biết rồi. Ghê vậy. Con Mén này biểu lấy bông về sớm rồi đem qua đây giùm cho nó tươi. Mà trưa trật rồi không thấy bông đâu hết trơn. Trời, kỳ ghê. Chính. Ủa? Sao trễ dữ vậy? Chính thông cảm con cái. Con đi ngoài đầu đường, xe con bị bể. Rồi con gửi giá ngoài đó rồi. Con chạy bộ vô đây ăn dao bông của Chính luôn nè. Hiểu rồi. Cái đường đá dăm không à. Cái bánh xe mày mà mỏng cái là nó chém nát liền. Dạ đây, phần bông của Chính đây. Dạ. Con bó đó của ai vậy? Này của anh Tài, con đem anh Tài. Thôi đem qua cho nó đi. Dạ thôi con tranh thủ đem qua anh Tài luôn nha. Chắc qua bên đó chắc con bị chửi chập nữa. Dạ thôi con đi Chính ơi. Dạ. Thôi đi. Dạ. Chính, cho con ly nước đi. Thiệt á, con chán thằng chồng con ghê á. Con đi kiếm nó từ hồi sớm giờ không biết nó đang chui vào cái xó nào nữa, thiệt á chứ. Trời đất ơi, kiếm cái gì, nó đi bỏ bông cho người ta. Mà bánh xe nó bị đá dăm ngoài đầu đường á, đâm lủng, nó phải giá xe ngoài. Rồi nó lội bộ đi đem bông vô đây nè. Ủa, bánh xe ông bị bể thì đáng lý ra là đi qua giá chút xíu là xong rồi. Con ngồi chợ mỏi cổ luôn á, cũng thấy ổng đâu hết á. Mẹ ơi, nó gửi xe đặng giá rồi nó lội bộ đi, nó đem bông qua đây, rồi nó đem bông qua bên cho vợ ông Tài. Cái gì? Qua cho vợ ông Tài hả? Thì vợ ông Tài nó đặt mà. Nó tới số với con rồi. Cái gì vậy? Ủa, Mén. Trời đất ơi, con nhỏ này. Rồi qua, chết cha. Mén ơi. Vô đó, quay về nè, để cho mọi người biết là con Hồng nó có thể nhậu ở nhà được. Vô. Chị Hồng ơi, ấy mấy chị. Chị quay chị né cái mặt em ra được không? Chứ để vợ em mà biết cái là bà nội cũng đỡ, chú Khôi cũng phải vẫn chơi với vợ em đâu. Trời ơi, chú cứ lo quá. Con Mén á, nó là em chồng của tôi. Có gì tôi nói nó một tiếng, có gì đâu sợ. Chị biết cái nết của nó rồi đó, nó mà nghe ai chị ơi. Nói gì? Nó tới luôn rồi. Nói gì? Giờ nó tới rồi nè, nói nghe coi. Chị Hồng, nói giùm em tiếng chị Hồng. Nói thì giùm em tiếng đi chị. Không hay quá ha. Chồng con gì tới ngày chứ biết ăn với nhậu à. Bữa nay lết xác qua tới đây nhậu luôn rồi đó hả? Chị Hồng, đỡ. Thì rủ ông nhậu chung thôi. Cái gì? Rủ chồng tôi nhậu chung hả? Bữa nay chị rủ tới chồng tôi qua đây luôn hả? Em ơi. Cái gì vậy? Nè. Trời ơi, dừng lại đi. Hai đứa bay làm cái gì vậy? Bình tĩnh đi. Cái chuyện gì đây? Hả? Trời ơi. Rồi bà Chính qua đây làm chi? Về nhà lo gói bánh đi. Về đi, không có chuyện gì đâu. Mày với mày vừa phải phải thôi. Cái miệng con Mén nó cũng không có thua gì cái miệng của mày. Chuyện này mà hả, bung lụa ra cái xóm này ha, là mày mắng nhục đó. Nó giỡn đâu. Trời ơi bà Chính. Ủa bà Chính tưởng con nhậu thiệt hả? Đúng rồi đó Chính, không có nhậu gì đâu. Chị Hồng á, chị lấy nước lã chị đổ vô đó rồi hai chị em uống qua uống lại chơi vui thôi hả? Cái gì? Nước lã hả? Nó. Đúng không Chính? Công tâm đi Chính. Ơi, bậy
chuyện ra không à. Rồi hai đứa nó bay đi về đi, không có gì hết trơn á, đi đi, đi đi. Bữa sau mà ngủ chồng tôi nhậu nữa là tới đó tôi nha. Không có nhậu nước lã không hà, đi đi. Về mà về. Tết về. Nhất công về, chuyện về. Còn nhiều lắm, đi về. Về anh nướng khô hai vợ chồng mình nhậu hen. Mày làm cái gì vậy hả con quỷ? Trời ơi, có làm gì đâu, thôi kệ, chính để nó con lo cho. Nữa à, cái câu này là nói hoài nha. Để nó con lo, để nó con lo, rồi thằng chồng bay nha. Nó coi cái livestream của mày á, nha. Rồi nó về nó ký cái lũng đầu này, nha. Thôi, không có gì đâu, chồng con không có sao đâu chính. Bay làm vậy á, không có chừa. Chừa cái gì? Mày bày ra cái này làm gì vậy, hả? Bữa chính nói mày làm sao? Ôi, trời đúng. Ơi, thì mấy cái chuyện này chính bài ra chính chỉ con chứ đâu. Trời ơi, chính chỉ một đàn, mày làm một nẻo. Mày làm cái chuyện này nghe, rồi thằng Tài nó về nó đổ hết lên đầu tao nè. Tao gánh không có nổi đâu. Dẹp đi. Em có bị sao không? Con bé có làm gì em không? Hả? Không, không, không. Cái con gì bé không có làm gì nó hết trơn. Nó làm gì người ta nghe. Mày tính sợ là sao chính? Chuyện gì vậy chính? Tao không gánh nổi đâu. Ủa là sao? Là chuyện gì? Chuyện gì xảy ra mà ấm sầm vậy? Ừ thì em rủ chồng mén qua nhậu chung. Xong rồi cái nó la ấm sầm chứ có gì đâu. Nhậu chung luôn hả? Ừ. Là nhậu giả bộ mà. Mà mấy cái trò này em bày ra hả? Chứ không phải thiệt là vậy đúng không? Ừ. Trời ơi trời, bớt bớt giùm tôi đi. Làm ơn ở nhà nấu cơm, nấu nước, chăm chồng, chăm con giùm đi. Tại sao lại bày những cái chuyện vậy nữa? Hên là con bé nó không làm gì á. Nó con nhỏ đó, nó tính nóng, nó có máu điên nữa. Nó làm cái gì thì sao? Nó rồi một sống một còn với em thì sao? Trời hả? Ơi, chứ em ở nhà nấu cơm á, chồng có ăn đâu. Chồng đi nhậu hoài à. Vậy thôi, em nhậu luôn cho giống chồng. Thôi đừng có nói vậy nữa. Bây giờ anh khác rồi. Anh cũng biết cái lỗi của anh rồi. Mà em cũng bớt bài trò lại đi. Bây giờ mấy cái chuyện cũ, năm cũ bỏ qua hết. Qua năm mới, anh hứa với em là anh sẽ ngoan hơn. Em cũng phải ngoan hơn nghe chưa? Em hứa. Mong queo. Well, my bye. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Trời ơi, ngó xuống mà coi. Có ai làm chồng như tôi không? Lúc nào cũng phải đội vợ lên đầu. Trời ơi. Ai ơi, đứng đây than. Đi ra đây cho tôi. Ủa? Đi ra đây. Anh ghen quá ha. Tôi dặn sao? Hả? Tôi dặn ở nhà úp mặt vô trong tường, tự kiểm điểm bản thân về cái tội ăn nhậu của mình. Rồi tự nhiên đi ra đây. Đi ra đây rồi còn đứng khóc nữa. Giờ sao? Bây giờ anh là muốn cho nguyên cái xóm này nó biết là hả tôi là vũ phụ phải không? Cái gì? Vũ phụ là cái gì? Vũ phụ á là tôi đánh ông á. Nhưng mà em ơi, vợ ơi, anh úp mặt ở trong nhà nó ngột ngạt lắm. Hôm nay cho anh đi ra ngoài đây úp mặt vào cây dừa cho nó thoáng. À, bây giờ thích ra đây úp cho nó thoáng đúng không? Ừ. Rồi, bây giờ úp ở đâu cũng được. Muốn úp ở đâu cũng được, tôi chịu hết. Cầm. Cầm. Ủa, đi ăn xin hả vợ? Không. Ai lại đối xử với chồng mình như vậy? Cái gì đây? Thì đậu đen với lại đậu đỏ. Giỏi. À, ý là trưa nay vợ ăn đậu đen, còn tối nay vợ ăn chè đậu đỏ đúng không? Để chồng nấu cho. Rất giỏi luôn. Ủa sao tự nhiên lại trộn? Ai bà trời, sao tự nhiên trộn hai đậu đen đậu đỏ làm cái gì? Đừng có nói là vợ bắt anh làm lọ lem nha. Ngồi đây lựa đậu nha. Coi vậy mà cũng thông minh. Ngày xưa chồng tôi chắc cũng có đi học. Bây giờ nghe lời tôi dặn nè. Đứng vô đó, úp mặt vô trong cây dừa, lựa đậu ra cho tôi. Không. Hộp nào ra hộp đó, nhớ chưa? Lượn một hộp nào, coi chừng với tôi. Nhưng mà úp mặt vào cây dừa thì làm sao lựa được đậu? Như vậy mới là phải lựa đó, để cho ông khỏi phải đi nhậu. Có nghe không? À, dạ dạ, có. Úp mặt vô tường. Dạ dạ. Vô cây dừa. Lựa cho tôi đó,
Hộp nào mà lẫn lộn là ông chết với tôi nghe chứ. Biết rồi. Tại sao? Tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Vì sao lại khóc? Không lẽ mình hóa lọ lem nhanh vậy sao? Mà trong chuyện là ông Bụt, sau đây lại có giọng bà Bụt nhỉ? Trời ơi, hả? Bị vợ đánh riết quen rồi, đầu óc bị lú lẫn không? Giọng của người quen mà cũng nhận không ra nữa. Ủa, Đào hả? Đào chứ ai? Mới về hả? Về cái gì mà về? Đào hả, là chứng kiến hết cái cảnh mà Khoa bị vợ hả đánh rồi la lối âm sầm sao rồi? Thì cái chuyện đấy là bao năm nay rồi mà. Đào bao năm nay cái thôi. Gì? Cũng tại anh hết đó. Ai biểu anh ăn nhậu rồi hả? Bả như vậy là đúng rồi. Trời ơi, Đào phải hiểu không? Trong hoàn cảnh mới biết được. Không ăn nhậu cũng đánh, ăn nhậu cũng đánh. Thì thà như mình ăn nhậu đi thì còn đánh nó còn đỡ hơn. Như vậy luôn đó hả? Ừ. Trời ơi, sao người ta hồng nhan bạc phận. Còn ông á nha, ông xấu nhất quả đất luôn. Vậy mà cũng bạc phận nữa à? Ủa, tới đây ăn ủi hay chửi hả? Ủa, xấu không được hồng nhan hả? Không được bạc phận hả? Biết rồi thì thôi, bây giờ bỏ qua hết mấy cái đó đi. Bây giờ phải thay đổi đi, đi. Thay trời đổi. Ơi, bỏ tay ra. Cái gì? Đào mà nắm tay Khoa là Khoa chết luôn đi. Sao vậy? Trời ơi, vợ mà nhìn thấy là không còn đường sống đâu. Thôi ở đây lựa đậu đi. Thôi không có lựa hết, bỏ hết. Không được, bỏ làm sao được? Sao vậy? Bây giờ phải lựa đậu đen ra đậu đen, đậu đỏ ra đậu đỏ thì mới có đường sống. Chi vậy? Trời ơi trời, nghĩ sao vậy trời? Trời, lựa này làm chi? Chứ không lựa là thật sự là vợ treo cổ luôn á. Bây giờ mình ra chợ, mình mua hai bịch, mỗi bịch đậu đen, bịch đậu đỏ là xong rồi. Ô thế mà không nghĩ ra nhỉ? Đúng là người ngoài cuộc, lúc nào cũng sáng suốt. Chứ làm sao? Mà em nói thiệt á, vợ anh như vậy với anh á, tại vì anh không kiếm ra tiền. Bây giờ anh phải kiếm ra tiền, anh phải giao. Mà muốn giao em sẽ chỉ cho anh. Đi. Ừ, thế nào giúp anh nha. Giúp, đi. Đi. Thằng quỷ này nó đi với con Đào, con của bà Sáu. Ôi sao tự nhiên hai đứa nắm tay nhau vậy? Là không lẽ là cái này là tiền chẵn nè, còn bên đây là tiền lẻ nè, ghi rõ ràng vậy mới được. Bây giờ bắt đầu đếm nè. Ủa cái gì kỳ vậy? Sao đếm tới đếm lui mất hết triệu mấy? Trời ơi, cái gì kỳ cục vậy? 1 triệu mấy chứ phải ít đâu trời. Nhớ rồi, trời ơi, trả tiền xe cho cái thằng quỷ chạy xe tải nhỏ. Má, cái gì? Má bớt tưởng tượng đi, đâu ra mà mấy triệu. Rồi má làm một hồi cái má tưởng là con lấy 1 triệu của má đi à. Sao vậy? Nữa hả má? Trời ơi, tức quá. Bay nghĩ sao vậy? Má con mình bay là con à. Bây giờ má làm được bao nhiêu thì sau này cũng của bay hết. Làm gì má nghi ngờ bay được. Thôi trời ơi má ơi, con đã nói với má rồi. Má nghỉ ngơi đi, má dưỡng già đi. Rồi con làm nhiêu tiền con lo cho má. Rồi mấy cái này má tính cách làm sao đi. Thanh lý đi, buôn bán có được đâu mà bán hoài. Trời ơi má. Trời ơi, má muốn lật ghế luôn á. Con nghĩ sao vậy? Kêu đây hàng hả? Cái này là hàng cũ. Còn ba cái đồ mới là má chất ở trong kho kia kìa. Đã vậy xe nó đang chở qua mấy xe nữa đó. Bay ngộ à, tao buôn bán mà bay cứ đồ dở quán tao hoài rồi tao lấy cái gì tao sống. Thôi má đừng có vậy nữa, để con nói cho má nghe nè. Bộ con nói gì sai hả? Má nhìn coi, ngày hôm kia không bán được, ngày hôm qua không có ai mua, ngày hôm nay cũng không có ai hết, ngày mai chắc chắn ế luôn. Thôi mà, tại sao tôi lại đẻ ra một đứa con vô nghi bất hiếu như vậy? Ôi ơi, bay chù má, bay chù má là bán không được từ ngày này qua ngày nọ. Nè, bay nhớ kỹ đi. Hôm qua có cha con, cha Tư qua đây mua thiếu má mấy xì gụ, rồi còn thêm mấy gói mì gói nữa. Bay nói sao vậy? Có khách. Có khách nhưng mà ít. Lẽ tính từng người. Con nói má rồi. Trời. Má, bình tĩnh nghe con nói nè. Trước bay. Con thích lên thành phố ở lắm. Má dẹp hết mấy này đi, má lên thành phố ở với con. Trời ơi, trời ơi, mày đi vô. Mày ngồi đây một hồi tao thiếu oxy tao chết. Trời, cái đứa con gì mà vô nghi bất hiếu. Giờ con đi vô.
hoài. Trời ơi, tôi mệt với cái con rã này dễ sợ luôn vậy đó. Con cái gì mà kỳ cục. Mày đi khuất ở trong luôn đi nha. Mày còn đứng đó tao thấy cái đầu mày, tao chặt đầu mày đó. Con chào cô. Đem cái cục gạch này đi chỗ khác giùm cái đi nha. Trời ơi, cái này mà cục gạch cô. Thì tôi không cần biết, cái này là cái tấm thớt đúng không? Chặt thịt được đúng không? Cái này điện thoại iPhone cô à, con mới mua nãy đấy. Cô không cần biết, bay làm gì có tiền mua. Mà ngày hôm nay nói thẳng luôn, không bán thiếu. Con ngồi xuống được chứ? Quán có ghế thì ngồi. Khoan đã. Có tiền mới nói chuyện với cô được nghe con. Ủa cô Sáu, trước giờ lúc nào trong người con mà không có tiền? Không có tiền thiệt. Mày mua thiếu cô hoài luôn. Hôm nay con tới đây ấy là không phải để mua hàng. Chứ mình tới làm gì sao? Mua quán luôn. Mua quán? Mời con ngồi. Mày mua quán? Dạ. Tiền không phải là mít con à. Không phải muốn mua là được. Mày có bị sản không? Con nói cho cô biết, khoa bây giờ không phải là khoa của ngày xưa nữa đâu cô à. Vậy chứ khoa làm sao hả? Mày đã mua hết nguyên cái quán của cô. Đúng như vậy. Xin lỗi bây à, bây nhìn ở đây nè, chỉ là hàng tượng trưng thôi, ở trong kho còn một đống, mấy xe đang chở qua, tính tới tính lui à, để coi vị chi cũng ngót nghét 100 triệu á. Ngót nghét 100 triệu thôi á hả? Là 99.9 đó. 99.9 thôi hả? Ừ, có tiền không? Vậy là bây giờ con cứ cho 100 triệu đi. Ghê vậy. Cô Sáu đếm đi. Ê, con nghĩ không có thiếu đâu. Phải kiểm tra chứ. Ôi, mặt xanh không vậy? Ngon vậy trời. Con đã nói rồi, bây giờ khoa hôm nay không còn là khoa ngày xưa nữa. Bây giờ trong người con lúc nào mà có dưới 100 triệu mà con thấy khó chịu lắm. Vậy bây giờ bây đưa cho cô 100 triệu là bây có dưới 100 triệu rồi. Không, bây giờ con đưa 100 triệu rồi cô gom hết đồ đạc và tất cả cái tạp hóa này lại rồi trở qua nhà con. Bây giờ con lại về con lấy 100 triệu con để vào người con chứ thiếu 100 triệu nó trống trải lắm. Vậy là con đưa hết 100 triệu này cho cô luôn. Ừ, rồi cô gom hết tất cả đồ đạc rồi xe tải xe gì đấy trở hết tại đây, đóng gói cẩn thận vào, trở hết qua nhà con, tiền bao nhiêu con gửi nha. Cảm ơn con, nhiêu đây đồ của cô là chưa tới 100 triệu. Nó tầm 80 triệu à. 80 triệu thôi con. Đúng biết rồi. Mà. Ừ, rồi cộng luôn ba cái tiền nợ hôm bữa con thiếu cô gần á. 2 triệu. Ơ rồi hay vậy ta. Con bo 20 triệu luôn. Trời đất ơi vậy hả con. Cô cảm ơn con nha. À, cái này cô miễn phí xe cho con luôn được không? Không, con trả tiền đàng hoàng. Thôi bao nhiêu cứ lên con gửi 10 triệu tiền xe nha. Bây giờ gom tất cả mọi thứ chở tới nhà con được không? Được, nhưng mà nhiều vậy con ăn có hết không? Để ăn từ từ. Không ăn hết bỏ. Má, má sao vậy má? Má mệt quá con ơi. Sao vậy má? Má ngồi đi má. Đỡ má đi. Sao vậy má? Sao vậy? Má không có buồn gì hết. Má vui. Vui vui mà cũng bị vậy nữa hả? Vui cũng thở, buồn cũng thở. Trời ơi má ơi, bình tĩnh đi má. Má bán hết được hàng rồi. Má bán hàng hết được rồi. Giờ hai má con lên thành phố ở hả má? Đúng rồi, mình phải lên thành phố, má sẽ nghe lời con. Dạ. Nhưng trước tiên má sẽ điện thoại cho thằng Bảy xây dựng. Ủa chi vậy má? Để nó xây cái nhà này lên 3 tầng cho má. Ủa để làm gì? Để má mở siêu thị. Ủa để làm gì? Để bán đồ. Mày nghĩ đi, có một mình thằng Khoa mà nó dám mua hết mớ đồ này của má 100 triệu. Thì nghĩ đi, nguyên cái xã này có biết bao nhiêu người sẽ mua của má. Ôi, má sẽ xây cái nhà này lên 3 tấm để má làm siêu thị. Hả? Siêu thị? Trời ơi, nó ngon mà nó ngọt mà nó thanh gì đâu luôn. Béo nữa chứ. Nó ăn cái này là nó mát. Ủa mà không nha, cái thằng cha này tự nhiên nguyên một tuần nó cho mình ăn chè hoài. À, hay là nó muốn mình bị tiểu đường rồi cái mình chết sớm rồi cái nó đi lấy vợ khác. Nó ơi, không được. Mà nghĩ sao vậy ta, tự nhiên tiền ở đâu ra mà nó mua cái gì mà 80 kg đậu đỏ, 100 kg đậu đen. Bình thường nó còn phải xin tiền mình uống rượu mà bây giờ tiền đâu mà nó mua ta, kỳ ta. Không được rồi. Ý cha dạo này nha. Đi.
Tư, chú làm gì vậy? Gì? Chú rảnh thì chú rảnh vừa vừa thôi chứ. Chú đi qua đây rồi chú rủ rê chồng con đi nhậu nữa đúng không? À, trời, con này mắc cười. Con nói cho chú nghe. Sao? Bây giờ đó chú không có rủ chồng con đi nhậu được đâu. Sao vậy? Tự nhiên dạo này á chú, nó bỏ nhậu luôn nha. Tự nhiên nó đi từ sáng tới tối nó không có về luôn á chú. Sao chú cười? Bởi vậy, bởi vì hôm nay tao mới qua đây tao cầm chai rượu qua để mà tao tự uống chứ mày đâu uống đâu, đúng không? Con chứ ấy... đừng có nói mà tao qua đây tao kiếm thằng chồng mày, mày nói vậy tao tự ái rồi tao bỏ về liền à? Tao về liền mà tao về một cái là thằng chồng kể như là mày không kiếm được luôn, mày tin không? Ủa chú mắc cười quá. À. Tự nhiên cái chú qua chú kiếm ổng cái không có, cái chú kêu đi về đi mất chồng. Con nói chú nghe nè, chồng con á đâu có dễ mất như vậy. Trời ơi nó sợ con một dành, con ho một tiếng thôi là nó phóng tới đây liền, chú tin không? Chú tin không? Đúng rồi, thằng chồng mày nó sợ mày chứ tao đâu có sợ mày. Thấy không? Tao giàu gì mày kêu tao cũng bằng chú mà, thấy không? Tao đâu sợ gì. Nè, tao nói cho mày nghe. Tao nè, tao thương vợ chồng mày, tao mới qua đây, tao qua tận đây tao báo cho mày biết. Thì chú báo đi. Mày mất chồng rồi con, khỏi kiếm. Cái gì? Mày mất chồng rồi, khỏi kiếm. Thôi mệt chú à, bớt giỡn đi. Sao? Trời ơi, chồng con mà, chồng của con. Ông đâu phải muốn mất là mất đâu. Trời ơi, mắc cười chú ăn chè. Thôi tao không thích ăn ba đồ đó con ơi. Tiểu đường thấy mẹ luôn. Đây, trời ơi. Đây tao uống này vô xong tao can đảm tao nói cho mày nghe. Thôi làm gì thế ghê trời. Dạ xong chưa? Con ơi con. Cái gì vậy chú? Tao là người đã phát hiện ra nó đang ngoại tình. Nó đang ngoại tình với cái con đó tên Đào á. Nó ngoại tình ở ngay dưới góc dừa cái đường làng mình luôn. Chú nói cái gì? Chú nói cái gì? Tao nói thằng chồng mày nó ngoại tình với con Đào ở ngay dưới góc dừa. Con của bà Sáu mày nghe rõ chưa? Con điếc. Trời ơi trời, sao cái thằng này nó gan quá vậy ta? Gan gì? Trời ơi, mày dám qua mặt tao, mày dám qua mặt tao. Ủa mày nói ai vậy? Con nói thằng chồng con. Tao tưởng là mày nói tao chứ tao phan cái ly vô mặt mày giờ. Nè, mày đừng cứ nghĩ là mày y là thằng chồng mày nó sợ mày, nó không dám làm gì. Con trai mà, trời đất ơi, tao nói mày nếu như mà mày mà ép nó quá mà mày kể như mày giống như là mày lấn lướt nó quá là tới một ngày nào đó nó cũng sẽ bung ra thôi mà, nó bung ra mà. Trai mà, hãy nó thấy mà gái ở đâu mà về lạ mà dễ thương mà đẹp đẹp là bắt buộc là nó phải hốt để cho biết được thôi. Ghê luôn á nha. Mày làm gì mày? Bởi vậy con nghi rồi. Nghi gì? Con nghi rồi, tự nhiên dạo gần đây nha, từ cái lúc mà cái con đó nó từ thành phố nó về nha. Là thằng chồng con nó đi biền biệt, đi từ sáng tới tối đi không thấy mặt nó luôn. Rồi á, tự nhiên nó bỏ nhậu luôn chú. Ghê không? Mày làm gì? Không nha, tao nhậu thôi chứ tao không ăn gì đâu, mày đừng tìm. Gà đâu dưới đó mày tìm cái gì? Không. Con tìm con dao phay. Chi vậy? Con ra con chặt cái gốc dừa. Con chặt nát cái gốc dừa luôn. Mày chặt đó. Cái gì? Mày chặt cái gì? Con chặt cái gốc dừa. Mày ăn gì mày khôn quá vậy con? Sao người nó mày không chặt tự nhiên mày chặt gốc dừa chi vậy? Tự nhiên cái chết cái dừa của người ta. Chú mới là ngu á. Trời ơi, mất dạy mày. Dạ không có. Ý con á là bây giờ nếu mà con chặt tụi nó ra thì con đâu có còn bằng chứng gì nữa đâu, đúng không? Con á là phải ba mặt một lời. Đó. Bởi vậy cho nên con phải chặt nát cái gốc dừa đó. Chú thấy con thông minh ra đâu? Nghe mày hung dữ nghe, tay bằng miệng bằng tay, nhưng mà mày được cái mày vẫn còn suy nghĩ thông minh đó. Thông minh. Nóng giận quá mất khôn con ơi. Dạ. Bây giờ đã như vậy rồi á, mày can đảm chưa? Mày đủ can đảm chưa? Con đủ can đảm rồi chú. Không, mày bây giờ phải uống với chú một miếng. Mày uống vô một miếng tự với lòng mày can đảm. Đang mới can đảm khoảng chừng 15% thôi. Mày uống thêm một ly này nữa nó vô tới 1005%. Vậy đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chú một ly. Đây. Chú uống rót ly nha. Chú rót ly của chú đi. Rồi. Rồi, đưa cho con cái chai. Hả? Rồi, vô. Vô luôn hả? Vô. Chúc mày thành công. Vô. Đi lại đi. Ai? Được rồi. Trời ơi. Rượu tao mua mà, mày uống vừa thôi. Đi, lẹ. Quái lạ, hẹn là 8 giờ lâu thế hả? Anh Khoa. Ồ, đau. Trời ơi, kế hoạch hỏng hết rồi. Trời ơi, bây giờ em không biết làm sao đó, giờ sao giờ? Đào bình tĩnh đi, Khoa biết chuyện đấy rồi. Chính vì vậy mới hẹn Đào ra đây để tính nè. Trời ơi, em gấp lắm rồi, giờ không biết làm sao hết trơn á. Có Khoa ở đây,
mọi chuyện phải bình tĩnh, Khoa sẽ lo cho hết, Khoa sẽ tính cho hết, được bình chưa? Bình tĩnh không? Ừ. Đó, thấy chưa? Mắc rồi. Đây hết không? Thấy chưa? Hết rồi nha, khu dân phụ. Cái gì vậy? Đi ra, mày đi ra. Ủa, cái gì mày mày? Trời ơi, gan quá. Gan quá. Ha, dám mèo mã gà đồng. Dám mèo mã gà đồng. Gì? Mèo mã gà đồng hồi nào? Là ngoại tình. Mình, là ngoại tình á. Ngoại tình là ngoại tình thế nào? Em bình tĩnh nha. Anh không có làm gì hết, anh có ngoại tình gì đâu. Như vậy mà anh kêu tôi bình tĩnh hả? Chú, bây giờ sao? Mày cứ để đó tao nói chuyện. Thứ nhất là mày hẹn với con nhỏ này giờ này để ra đây làm gì hả? Ở đây nhiều cái bụi. Trời ơi. Cái đúng gì? Rồi. Chuyện riêng đó kìa chú chung, ơi. Nếu mà chuyện chung là tụi bay đã hẹn tao ra luôn rồi. À cho nên là cái đây là ngoại tình. À tao mày thấy không? Nè, tao nói có đúng không? Đúng. Tao vì thương mày, tao vì thương thằng chồng mày, tao báo cho mày biết để cho chi. Mày ra đây mày chứng kiến được một cái cảnh. Ôi trời ơi, tao thèm không phải, tao không thích chút nào chân á. Mày cứ nhìn đi. Bây giờ sao chú? Bây giờ nè. Cái gì? Chú là bạn nhậu của con mà sao chú lại có thể nói ra những lời như thế? Tao là bạn nhậu của mày. Chính vì tao thương mày cho nên tao phải bảo vệ hạnh phúc gia đình của mày. Tao mới dẫn con vợ mày ra đây để cho con vợ mày nó xử, chứ tao đâu biết xử được gì, đúng không? Mà thôi đi, chú đừng nói nữa. Mày để tao xử. Trời ơi, mày nói ai mày? Trời ơi, ý con Liễu. Chú để con xử hai đứa này. Đúng rồi. Ê, Đào ơi, Đào lên giải thích đi chứ con vợ anh nó làm thật đấy. Từ từ. Lùi ra. Cái gì vậy mày cầm gì vậy? Trời ơi, mày cầm này làm gì được gì? Trời ơi, để xíu tao mượn cái dao cho mày. Không. Thôi mày nói chuyện bằng miệng đi. Đừng. Bây giờ làm sao? Hả? Bà làm cái gì mà bà sồn sồn lên, từ từ bà nghe người ta nói chứ. Ủa? Thói ghen tuông à. Tự nhiên hẹn chồng người ta nửa đêm nửa hôm, rồi bây giờ kêu người ta ghen tuông, rồi kêu người ta sồn sồn lên hả? Trời ơi, có việc riêng. Việc riêng là việc gì? Chồng tôi mà việc riêng là việc gì? Bà nói không? Bà nói không? Đào ơi, nhờ anh giúp. Đúng rồi, nhờ giúp một chuyện thôi. Thì đúng rồi, nhờ giúp thì có nghĩa là đây, mày. Tao nghe thông tin về mày rồi. Mày ở với vợ mày mấy năm nay không có con. Cho nên bây giờ mày thấy bé này ok được hơn, không? Mày thấy bé này xinh hơn. Nói chung là cũng được đi. Là xinh hơn. Cho nên là mày muốn giống như mày tìm cái chỗ nào đẻ cho mày đứa con. Rồi sau đó mày thấy đứa con cái mày thích quá, mày nói mày chia tay với vợ mày. Rồi để mày ở với con nhỏ này. Đủ rồi chú. Trời ơi, nãy giờ chú suy diễn quá trời luôn á. Đâu có thật vậy mà. Thật cái gì mà thật? Nếu không thật thì sao gọi là giúp? Tôi nói bà nha, bà bớt sồn sồn đó, bà chưa gì bà hung dữ. Cái chuyện gì mình phải tìm hiểu, mình phải từ từ. Vấn đề nó không phải như vậy. Thì giải thích đi. Giải thích đi. Nói giùm em đi. Thôi được rồi, để anh nói. Trời ơi, kêu em lên giải thích đi, cuối cùng đổ dầu vào lửa. Còn anh với em nữa kìa chú kìa. Đúng rồi, tụi nó yêu nhau thì nó nói anh với em chứ. Trời ơi, mọi người thôi đi được không? Rồi tao đang thôi nè, mày nói đi. Để cho con nói chứ. Chứ bây giờ mày không nói thì tao nói đó. Chuyện là như thế này nè. Mày nói đi. Đào, đưa tiền cho con. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nuôi trai hồi nào? Thì bây giờ mày nói đi. Tại sao đưa tiền cho con? Tại sao là nó nuôi mày? Đúng. Chưa, không phải. Trời ơi, tao mệt quá. Thì đưa tiền cho con để lên thành phố. Đó, trời ơi, muốn đi thành phố được. Mày mê trai, con ơi, mày mê trai. Mày dụ nó lên thành phố để làm gì? Mày bán nó vô lầu hả? Vô lầu sắt. Không, tao đang suy nghĩ vào cái chuyện khác. Đó, hai người có suy diễn không à? Lên thành phố là con muốn con với mẹ con lên thành phố, chứ không phải con muốn đưa anh Khoa lên thành phố. Ủa nhưng mà vậy là rút cuộc là mày vậy? Với mẹ mày lên thành phố rồi tự nhiên mày đưa tiền cho thằng Khoa làm gì? Mẹ đưa... con không có chịu. Đấy, đưa cho con tiền để mua tất cả hàng ở trong quán tạp hóa của cô Sáu. Để cô Sáu không còn một cái gì để bán nữa. Lúc đó mới quyết định lên thành phố cùng với Đào. Nhưng mà sau khi con mua xong, cô Sáu không lên. Cô Sáu rồi mở siêu thị luôn. Đó. Rồi. Ồ, vậy rốt cuộc là mày làm tao rối quá. Rốt cuộc là có nghĩa là bây giờ mày con nhỏ này đưa tiền cho mày. Dạ. Rồi là nhờ mày mua hết đồ của bà Sáu. Đúng rồi. Nên bà Sáu bà không còn cái đồ gì mà bán nữa với mục đích là lên thành phố sống. Rồi rốt cuộc là mẹ mày không chịu đi. Đúng. Rồi bây giờ tụi bay đang hẹn nhau ra đây làm gì nữa? Để giải quyết vấn đề đó đó. Ý là bàn tính thế nào để phương án tiếp theo ấy. Đây, bây giờ nếu mà thật sự như vậy là tụi bay đang giúp nhau đúng không? Đúng giúp thôi. Nhau. Vậy thì tại sao tụi bay không bàn với con vợ mày? Đó, tại sao mày với tôi? Trời ơi, chú ơi, tính vợ con như thế kia thì bàn làm sao được? Chưa nói tới nửa câu là vợ con nó ra nói thẳng với lại cô Sáu rồi. Cũng do cái bản mặt mày. Thấy không? Nếu mà giờ người ta mà nói với mày sẽ chắc mày gì mà chịu không? Cái chuyện này cũng do cái bản mặt chú. Hả? Ủa, tự nhiên chú đi chú nhiều chuyện, chú mét em chứ em đâu có biết chú mét con đúng không? Thôi bây giờ mệt quá, nó đi giải quyết. Đầu tiên lỗi cũng là do tụi bay. Thứ nhất, nếu đã là bạn bè nhau muốn bàn tính công chuyện gì là nọ đó thì cũng phải bàn với gia đình lại một cái.
Còn mày á, mày cũng bớt lại cái thánh mày đi. Mày ăn hiếp chồng mày riết cũng không được đâu. Nghe không? Không giữ riết là quen. Còn chú nữa. Thì đúng là tao có lỗi. Tao vô tình tao nhìn thấy. Lúc đó tao cũng nhậu vô 2-3 hộp rồi tao nhìn thấy tụi bay đi rồi tao. Tao tưởng tượng như là tụi bay đang sánh vai nhau rồi tụi bay đang cặp kè nhau, tụi bay đang ngoại tình cho nên đó, 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 suy diễn cũng là à. Cái tật suy diễn. Rồi mới nắm tay thôi mà nấy nói có con luôn. Tao tưởng tượng vậy. Tao tưởng tượng thôi, tao xin lỗi tụi bay. Rồi rốt cuộc là bây giờ tụi bay muốn đưa má tụi bay lên trển hả? Dạ. Không có dễ đâu con. Sao vậy chú? Người lớn tuổi là người ta coi ở đây là cái chỗ mà giống như thờ ông bà tổ tiên rồi. Mày muốn lên trên đó mày làm ăn cỡ nào cũng được. Nhưng mà rồi mày về mày thăm má mày đi. Chứ mày đòi mày đưa bà già lên đó làm sao mà bà chịu. Bởi vì sao? Ở đây là vùng đất của tình cảm mà. Đúng rồi ha. Mà hả, cái này là con nói thiệt nha. Chú có biết tại sao mà má con không chịu lên thành phố không? Sao? Tại vì má con muốn ở gần chú. À, muốn ở gần tao hả? Sao tình cảm dữ vậy ta?